Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội thông qua luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo dự thảo luật, hàng hóa dịch vụ của hộ cá nhân, kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 200 triệu đồng sẽ không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho biết, luật hiện hành đang quy định mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng là 100 triệu đồng trên một năm, theo số liệu tính toán của Bộ Tài chính, nếu xây dựng mức doanh thu không chịu thuế là 200 triệu đồng trên một năm thì số thu ngân sách nhà nước có giảm khoảng 2.630 tỷ đồng, còn nếu mức doanh thu không chịu thuế là 300 triệu đồng trên một năm, số thu ngân sách giảm khoảng 6.383 tỷ đồng. Do đó, để đảm bảo mức tăng hợp lý của ngưỡng doanh thu không chịu thuế tương đối phù hợp với tỷ lệ tăng GDP và chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân từ năm 2013 cho đến nay dự thảo luật quy định mức ngưỡng doanh thu 200 triệu đồng trên một năm. Theo số liệu tính toán của Bộ Tài chính, nếu xây dựng mức doanh thu không chịu thuế là 200 triệu đồng trên một năm, sẽ có khoảng trên 620.000 hộ kinh doanh sẽ không phải nộp thuế. Tại kỳ họp thứ 8 với 430 trên 454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn năm 2025 đến năm 2035. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình tối thiểu là 122.250 tỷ đồng. Mục tiêu thực hiện chương trình tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện trong phát triển văn hóa và xây dựng hoàn thiện nhân cách chuẩn mực đạo đức bản sắc bản lĩnh hệ giá trị con người gia đình việt nam nâng cao đời sống tinh thần khả năng tiếp cận thụ hưởng văn hóa nhu cầu tập luyện giải trí của nhân dân thu hẹp sự tranh lệch trong thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền các tầng lớp dân cư giới tính từ đó nâng cao năng suất lao động hiệu quả công việc cùng với đó huy động sự tham gia của mọi tổ chức cá nhân và cộng đồng trong việc quản lý bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc theo nghị quyết, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình giai đoạn 2025-2035 tối thiểu là 122.250 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 77.000 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển là 50.000 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 27.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 30.250 tỷ đồng và nguồn vốn khác dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng. Quá trình điều hành Chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách trung ương để ưu tiên hỗ trợ thêm cho chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và có giải pháp huy động phù hợp mọi nguồn vốn hợp pháp để thực hiện. Tháng 11 năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản đã chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Đây là nền tảng quan trọng góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, giao lưu nhân dân. Đây là khẳng định của đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Ito Naoki, trong cuộc gặp gỡ với báo chí chiều ngày 26 tháng 11. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Ito Naoki khẳng định, ngoài các chuyến thăm cấp cao, góp phần thắt chặt quan hệ giữa hai nước, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đã gặt hái được nhiều thành tựu thiết thực. Hai nước đã khởi động giai đoạn 1 sáng kiến chung Việt Nam Nhật Bản trong kỷ nguyên mới với những nội dung có tính chiến lược như thúc đẩy cộng đồng phát thải dòng bằng không châu Á, chuyển đổi xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường chuỗi cung ứng, bao gồm phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách cơ chế để hoàn thiện môi trường đầu tư. Hai nước cũng đã thúc đẩy triển khai và hoàn thiện các dự án đầu tư ODA, trong đó có tuyến Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, Việt Nam-Nhật Bản đã tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, đặc biệt là an ninh hàng hải giao lưu nhân dân cũng đang phát triển mạnh. Nhật Bản vẫn giữ vị trí số 1 là nước mà người Việt Nam mong muốn đến làm việc nhất. Hiện tại, có khoảng 600.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Trong một năm qua, số lượng du khách Việt Nam tới Nhật Bản là khoảng 500.000 người. Ngoài những ngành nghề truyền thống như xây dựng, nông nghiệp, điều dưỡng, ô tô. Hiện tại các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực lưu trú và chế biến thực phẩm, đồ uống đang có nhu cầu lớn đối với lao động Việt Nam. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình. Hướng tới tương lai quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đại sứ Ito Naoki khẳng định Nhật Bản tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, các đại biểu thảo luận ở hội trường về báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024. Các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá sát hơn, toàn diện hơn về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật do người chưa thành niên thực hiện và dự báo trong thời gian tới để có những giải pháp đồng bộ toàn diện. Đồng thời cần có những giải pháp quyết liệt hơn để phòng chống tội phạm trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao quan tâm đến báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Các đại biểu quốc hội bày tỏ lo lắng khi thời gian qua, thực trạng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật do người chưa thành niên thực hiện tiếp tục có chiều hướng gia tăng và để lại hậu quả vô cùng lớn trong xã hội. Có nhiều vụ án được gây ra bởi người chưa thành niên phạm tội mà thủ đoạn và hậu quả để lại lại vô cùng to lớn. Có những vụ thì gây rúng động dư luận xã hội. Trước thực tế như vậy, đòi hỏi rất cần có những biện pháp quyết liệt, cứng rắn, mang tính phòng ngừa và răn đe đối với người chưa thành niên phạm tội, và người chưa thành niên có nguy cơ phạm tội. Đặc biệt, tới đây, Quốc hội sẽ thông qua dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên. Đây là một đạo luật rất nhân văn, nhưng cũng rất dễ trở thành chính sách để các đối tượng tội phạm lợi dụng, lôi kéo, xúi dục, thuê mướn người chưa thành niên thực hiện những hành vi phạm tội. Cũng trong phiên thảo luận hôm nay, các đại biểu cũng nêu rõ năm 2024, lực lượng chức năng đã ngăn chặn truy cập trên 23.500 trang mạng, tài khoản mạng xã hội có hành vi vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng có yếu tố nước ngoài và chủ yếu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trái phép, mua bán dữ liệu cá nhân đang ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Và chỉ trong một năm thôi, số vụ đánh bạc rồi tổ chức đánh bạc trên internet đã bị chúng ta phát hiện và triệt phá là 1.100 vụ tăng là hơn gấp 2 lần so với năm 2023. thì tôi cũng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện tốt công tác dự báo và liên tục có những cái cảnh báo về hành vi rồi thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân được biết đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống tội phạm và vi phạm pháp, pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. Việc mua bán thông tin cá nhân trên không gian mạng diễn ra công khai trắng trợn với những thông tin chi tiết được rao bán từ họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, điện thoại, số tài khoản, chức vụ dân dân, kiến nghị chính phủ tăng cường chỉ đạo cho các ngành chức năng tích cực hơn nữa trong việc tìm các giải pháp hiệu quả sớm chấn chỉnh tình trạng này để thông tin của mỗi cá nhân sẽ được giữ gìn và bảo vệ nhất là trên không gian mạng. Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tâm Quang đã giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu quốc hội nêu. Các đối tượng phạm tội triệt để lợi dụng không gian mạng luôn thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động, hoạt động xuyên biên giới, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xử lý số tin báo tối giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, số vụ án khởi tố mới, số can phạm nhân hàng năm đều tăng cao, số vụ vi phạm hành chính hàng năm đều tăng và ở mức rất cao trong khi số lượng cán bộ điều tra, điều tra viên, cơ sở vật chất, chế độ chính sách, điều kiện việc làm chưa tương xứng và đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Chúng tôi cũng đang tiếp tục chúng tôi kiến nghị xây dựng những các quy phạm pháp luật để làm sao làm tốt và quản lý tốt hơn, đấu tranh có hiệu quả hơn những cái hoạt động lợi dụng không gian mạng, lợi dụng các công nghệ cao để vi phạm pháp luật. Với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết sẽ nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu các ý kiến và đây là cơ sở để tiếp tục cải tiến, đổi mới theo hướng đầy đủ và toàn diện hơn trong thời gian tới.